Ca Mâu Ni Văn Phật Tá Đại Chứng Minh. Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiểu Tai Viên Thọ Dựa Sư Lưu Ly Quang Dương Phật Tá Đại Chứng Minh. Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Thứ nhất biện ương phi sắc phi không thị chân thị giả linh linh bất mùi. Liệu liệu thường minh siêu hồ nhật nguyệt chi. Tùng quang hàm đẳng thái hư lượng châu xa giới xa môn nhiệt ngưỡng kim lữ đoan thân cung dường. Thập phương thường trụ tam bảo tư thời Việt Nam quốc thành phố Hồ Chí Minh. Tại địa chỉ 109 đường 19 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chư Tôn Đức Tụ Gia Sư Thiết Lễ Kinh Sám Pháp Dược Sư Kỳ Nguyện. Tinh chủ Phạm Văn Trung 68 tuổi Phạm Văn Quân 63 tuổi Đỗ Thị Năm 64 tuổi Phạm Thị Mai 65 tuổi Hồ Thị Hiền 59 tuổi Hồ Văn Bé 57 tuổi Phạm Thị Hiền 53 tuổi Phạm Thanh Hải 50 tuổi Trần Hồng Cẩm 50 tuổi Lý Hồng Nhung 48 tuổi Lý Hồng Bích Nhung 45 tuổi Phạm Đỗ Kiến Quốc 41 tuổi Phạm Đỗ Quỳnh Anh 34 tuổi Phạm Đỗ Nhân Hòa 31 tuổi Phạm Trần Hoàng Anh Phạm Trần Trâm Anh, Phạm Trần Dân Anh, Phạm Châu Anh, Quách Trung Trực, Quách Anh Quân, Quách Minh Trí, Nguyễn Thị Thảo 62 tuổi. Phạm Thị Hồng Loan, Phạm Thị Hồng Dân, Phạm Thị Hồng Thấm, Phạm Thành Đạt, Lê Thanh Tòng, Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Thu Quyên, Nguyễn Quỳnh Trâm. Đặng đặng chữ tinh chủ đại tiểu đặng thân số khương thới mạng dị bình an tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết khổ trùng lại chi khanh thứ nguyện kỳ siêu Quan Âm thì bảo cái thế chi phong ngọc hào quang di đà lai tiếp dân địa tạng nghinh quy kỳ nguyện cụ quyền thất tôn nghe pháp nghe kinh siêu sanh tịnh độ giới ương định ương dư huệ ương giải thoát tri kiến ương Quang minh dân đài biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô ương cúng dường bồ tát nam mô ương cúng dường bồ tát nam mô ương cúng dường bồ tát ma tát đấng pháp ma dương vô thượng ấy ba cõi chẳng ai bằng ấy thầy khắp trời người cha lành là chúng Sưng dương
tăng tháng ân kiếm mà công cùng tần ai Phật chúng mà sanh tâm thường rộng lớn đạo cảm thông không thể nghĩ bàn ai lưới để châu dĩ đạo tràng mười phương bảo hào quang sáng ngời trước bảo đầu xin thể nguyện quý chi tâm đảnh lệ nam mô tận phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lệ nam mô ta bà sơn hội thượng phật bồ tát. Chi tâm đảnh lệ nam mô tây phương cực lạc giới đại từ đại bi di đà Phật đại ai bi quang thế âm bồ tát ai đại thế Di Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Long từ Phật độ khắp quần sanh xa cứu an chúng hữu tình nơi tướng tôn trang nghiêm thần rực rỡ chúng con chí tâm thành nam mô tâm phương thượng trụ tâm bảo phương thường trụ tam bảo dọn nước cành dương rươi khắp đại thiên thế giới không tâm đức lễ nhiên thiên lương địa Bồ Tát ơi Nam Mô Thanh Lương địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương địa Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ơi Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô An Ra Đang Na Đa Gia 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 Nam Mô Rị Gia Bà Lô số đáng na đa tỏa nam mô tăng kiến lần đoại mong ma rị ya bà lô kia đây tân phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn trì rị ma bạn đa sa bê tăng bà ta độ vô bạn thế dương ta bà tăng đa na ma bà ya ma phạn đà đấu đang điển tạng bà lô ê lô ca đê ca gia đê di ê rị ma bồ đề Xa gia đế ma và xa gia đế đà ra đà ra địa trị ni tâm phần gia 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 ma ma phạt ma ra mụn đế lệ thân đa thân đa ra sông phần ra xa lời vạn xa phần sông phần ra xa gia hồ lô lô ma ra ta ra tăng rễ tăng rễ tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế di dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ba dạ ma na ta ba tăng đà dạ ta ba ma tăng đà dạ ta ba tăng đà vũ nghệ tăng bàn gia dạ ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra
tăng muốn ghi nhớ ta bà na và ma na đà dạ ta và dạ kiên ra ta đà dạ ta bà ba đà ma kiên tăng đà dạ ta bà na đà cần trì bàn đà dạ dạ ta bà ma bà lợi tăng yên dạ dạ ta bà nam mô an ra đang na đa dạ dạ nam mô an ri dạ bà lo yên đế thước bàn ra dạ ta bà tất chuyện đô an đa ra và xà dạ ta bà nam mô thánh quang tự tại bồ tát nam mô thánh quang tự tại bồ tát nam mô thánh quang tự tại bồ tát nam mô bạn già bạn đề bị giang xa lũ rô tơ lũ lý bác lặng bà hắc ra xà giả đắc ta yên đà ya ra hăng đê tam miệu tam bồ đà gia đa điện ta bệ sa tề bệ sáng tề bệ sáng xả ta một nghĩa đề tỏa lòa hương mở đôm khói đường nhường bãi cùng pháp giới kiến tượng dân dưỡng dương sư hai hội điều hay biết lòng thành khấn nguyện phần hiện thân nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát mà ta xin cho diệu hương này bãi cùng mười phương cõi cúng dường tất cả phần tôn và các bồ tát không lường chúng thân phận và tất cả thân hiện duyên khởi đại quang minh trải qua không lường cõi trăm ngàn ứng cõi phận thường làm ca phận sự khắp quần can chúng sanh điều phản tâm bồ đề dung nhàn rất tốt đẹp sang suốt khắp mười phương ta xưa từng cúng dường nay lại đặng gần gũi thanh lớn trong hành thanh tiếng ca lăng tặng giả thường soạn can chúng sanh còn nay xin kinh lễ nam mô bảo đàng hoa bồ tát nam mô bảo đàng hoa bồ tát nghe nam mô bảo đàng hoa bồ tát kính lại đứng quy mạng mười phương phận con nay phát quảng nguyện thọ trì kinh dược sư trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có nghe thấy điều vạn tâm bồ đề khi bỏ báo thân này đang về cõi cực lãng phàm nhiệm màu cao sâu khôn xuyên trăm ngàn ư kiếp khó gặm thay con nại nghe thấy xin vâng giữ nguyện thâu thật nghĩa của Như Lai nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật chúng con đem mến lòng thành quy mạng đảnh lễ ba đời can đức Phật nam mô hòa khư tỷ bà thị Phật nam mô thi khí Phật nam mô tỳ xá phù Phật nam mô câu lưu tôn Phật nam mô câu na mâu ni Phật nam mô ca diếp Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sâm Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Giữa Sự Lô Ly Quảng Như Lai. Nam mô Dưỡng Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Tất cả chư Phật vì thương xó chúng sanh nên nói pháp sám dưỡng sư, tội câu của chúng sanh rất nặng bởi vì vô minh che tối nên không hiểu nhân quả, không chuyên cần sám hối, cứ để cho tham sân si tự do hành động tạo cả tội loại nào sang đạo dâm, tội câu vô biên mà quan nghiệm cũng kết thành vô lượng thế mà cũng không ấy không biết, tội lỗi càng ngày càng sâu nặng. Mình làm mình chịu quả báo không sai, quyết phải đền trả dù sớm dù muộn, quãng đời hiện tại hay qua đời sau, nghiệp quả báo vẫn cứ đeo đuổi cũng về. Bao nhiêu nghiệp bao khổ sợ ấy làm cho chúng sanh phải đọa lạc trong ba đường đời sao, sanh làm người không trường thọ mà lại chết nếu không địa gì. Lại ngu hiền không giàu sang phú quý mà lại bận cùng khốn khổ, con cái chết mà thành cô độc với chính thương quạnh tự thấy cả chúng sanh khổ sở như thế. Cho nên luôn mày đứng Phật giữa sự lô ly quan như lại khởi lòng từ bi thương xóa tất cả chúng sanh, nên ngài nói kinh giữa sự bổn nguyện còn được. Những ai muốn tụng kinh ấy thì phải tạo nên bảy tượng Phật dược sư trước mỗi tượng thắp bảy ngọn đèn lớn như bánh xe, thường phải thắp sáng luôn trong 49 ngày đêm để cúng dường chư Phật. Nhưng đó chỉ để cho các bạn giàu sang phú quý sẵn đủ tài bảo đầy kho mơ có thể cúng dường đúng như thế. Hiện nay có nhiều chúng sanh phát lòng thành kính quan hỷ tín thọ, sống không đủ sức trang nghiêm cũng dường nên trên trong kinh ấy ra đây một phương pháp sám hối đơn giản để cho dễ phụng hành. Sanh nào muốn thọ trì kinh này cần phải trai giới thanh tịnh, tâm gọi sành sẽ hoàn trong gia đình mình, quẳng đến chùa am quyền tướng sành sẽ mà càng tăng lữ ấy càng tiện sĩ. Theo hoa tang tụng tùy phần cúng dường hương hoa đèn nướng chia thành đảnh lệ sám hối đúng như vậy, cầu gì lại không ứng nguyện gì lại không thành. Kinh nói người biến ăn năn tội lỗi ngài tịnh danh còn quy chuộng, uống gì bỏ lỗi làm lành rửa sạch thân tâm đoạn trừ tội ác thể không tay phạm sa mối như thế thì tội lỗi nhiều kiếp sẽ được trừ sạch theo lời nguyện cầu điều đáng như ý này. Đệ tử chúng con một lòng thành kính nay cầu sa mối đảnh lễ mười phương chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giữa Sự Lô Ly Quang Như Lai. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Tận Tam Phương Biên Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật. Nam mô Tận Tam Phương Biên Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật. Nam
mô tận thảm phương biên phạm giới dị lai chư Phật. Nam mô dược sư lưu ly hoa như lai bồ nguyện công đức kinh. Nam mô nhận quang biên chiếu bồ tát. Nam mô nguyện quang biên chiếu bồ tát. Nam mô văn thù sư lợi bồ tát. Nam mô quang thế âm bồ tát. Nam mô đấng đại thế bồ tát. Nam mô vô thượng ý bồ tát. Nam mô bảo đàn quả bồ tát. Nam mô dược vương bồ tát. Nam mô dưỡng thượng bồ tát. Nam mô di lặc bồ tát. Nam mô tiêu tài chướng bồ tát. Nam mô tăng phước thọ bồ tát. Nam mô nhãn âm thọ hạ tam vạn luận thiên bồ tát. Nam mô a nan tôn giả bá thiên thì khéo chữ đại thanh tăng. Nam mô cụ thoáng bồ tát. Lại chữ phật sống kế đến xàm mọi nghĩ lại đời tưởng pháp. Đã lâu xa nếu các chúng sanh muốn được lợi ích an là diện trừ tất cả nghiệp chướng thì phải kiên làm công đức thù thắng. Nếu muốn tu cho trọn đại nguyện của chư Phật thì họ trì đầy đủ danh hiệu các đứng Phật và chánh pháp bảo hộ Như Lai. Nếu muốn chứng đặng đạo quả vô thượng chánh đặng chánh giảng và tranh báo trang nghiêm 32 tướng tôn 80 vẻ đẹp. Nếu muốn có trí tuệ và vô lượng phương tiện để giúp cho chúng sanh an lầm trọng chánh pháp đại thừa, muốn tu tịnh hạnh không thiếu sót đầy đủ tam tụ tịnh giới hoàn toàn thanh tịnh không có quỷ phạm, muốn được căn căn đầy đủ không bị bệnh khổ vật liều nhà cửa đều được sung túc, muốn phá trừ lưới ma cởi tất cả những dây ràng buộc của ngoại đạo, trừ sạch bao nhiêu kiến quá nhiều. Muốn đôi nữ thành nam đầy đủ tướng mau của người trưởng phu, muốn cầu con nam nữ thì có nam nữ, muốn cầu trường tỏ thì đặng trường tỏ, muốn cầu khỏi tai nạn ưu khổ về việc chánh trị, muốn được đầy đủ những thức ăn ngon đầy đủ pháp vị với các thứ y phục tốt đẹp có nhiều châu bao để làm diện bồ tê, muốn được chánh kiến thường phải tinh tấn ngăn diệm cay ý ưa tinh, muốn đường ngọng rộng nghe nhiều hiểu nghĩa sâu xa thường phải cầu thang pháp thường gấm ban lành, muốn thọ trì thống sứ cầu về cõi nước cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà. Đặng nghe chánh và muốn được trở lại thanh tịnh, muốn có người đã lợi phạm giới mạng sám mến mà muốn cầu sống lâu cho đến can nghiệm nạn tai ương trong quốc gia dân chúng đều được tiêu tan ẩn mất. Theo thời vui vẻ muốn cho tất cả những nguyện của mình được như ý thì phải đúng như pháp trạng nghiêm thiết lòng đạo tràng kinh
lễ Đức Phật dưỡng sư. Lễ Quán Như Lai một lòng tinh tấn tu pháp chánh định, vì Đức Như Lai kia khi tu hành Bồ Tát có phát mười hai lời nguyện cao cả và cả công đức thù tăng cho những ai một khi nghe thấy thì nghiệp chướng liền được tiêu trừ, và tất cả việc nguyện cầu đều được như ý. Chỉ riêng có các vị Bồ Tát một đời Bồ Sư mới có thể như thần tinh, nếu như thuyết tu hành đem tất cả thân mạng tài sản của mình bố thí mà không sanh lòng lẫn tiếc và bận xứng trang nghiêm cúng dường để quyết đường thọ nguyện. Vì nên hôm nay chúng con một lòng với hiện tiền đại chúng mỗi mỗi hết lòng chí thành quy mạng đảnh lễ chư Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dưỡng Sư Lô Ly Quang Như Lai. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Tận Tam Phương Biên Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật. Nam mô Tận Tam Phương Biên Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật. Nam mô Tận Tam Phương Biên Pháp Giới Vị Lai Chư Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoa Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Nam mô Nhận Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Thượng Ý Bồ Tát. Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dưỡng Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Chướng Bồ Tát. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Luận Thiên Bồ Tát. Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thanh Tăng. Nam mô Cố Thoáng Bồ Tát Lại Chư Phật. Rồi chúng con nên lòng quy mạng cầu xin chư Vạn Bồ Tát và tất cả bát Bồ Thiên Long Dược Xoa Đại Thương Thái đều sanh lòng thương xót, đồng đến đạo tràng hiện tiện sinh các thanh dung tại điều chứng minh đệ tử chúng con ngày nay muốn gì. Tất cả chúng sanh trong sáu đạo mười phương tu theo đạo vô thượng giác ngộ đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, cầu vào nguyện hải của Như Lai. Chúng con trong một niệm điều hiển sắc thân cung dường mười phương tam bảo. Trong một niệm độ khám tăng cả luận đạo chúng sanh, đồng vào bốn nguyện rộng lớn của Như Lai. Vậy nên ngày nay chúng con siêng năng như thuyết tu hành ngưỡng mong chư Phật Bồ Tát, và nhờ sư bốn nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này, chúng con sám hối kiến cho nè diễn làm của chúng con chẳng chẳng sạch nên tội chướng hạnh nguyện được diễn thành như trong kinh nói nguyện xin chứng minh cùng kinh Đức
Phật. Giữa sư lưu ly hoàng Như Lai, Ngài là bậc ứng danh đẳng giác, hành nguyện đầy đủ hào quang sang xuống công đức viên mãn, thân Ngài thượng an trú trên lưới vọng trang nghiêm sáng ngân nhân nguyện, chúng sanh ở trong chốn ngô minh điều đặng hiểu ngộ theo chỗ mong cầu, điều đặng như ý nếu ai có bệnh khổ tại điều tiêu hết không lường. Anh nguyện của Bồ Tát không lương vương thiện khéo léo không lường, đại nguyện rộng lớn con hoàng bom khiếp quẳng hơn món kiếm thượng hay nội luôn. Kiếp con mau ến mà anh nguyện phương tiện khéo léo của Đức Phật không thể cùng tồn, vậy nên chúng con một lòng quy mạng kính lễ Nam Mô Bạc Già Vạn Đế Bề Sáng Xa Lũ Lũ Thánh Lũ Lê Bác Lạng Bà Hãng Ra Xa Giá Đáng Đa Yên Đa Ra An Ra An Đê Tam Hiểu Tam Bồn Đà Giao Địa Thang Bề Sáng Thề Bề Sáng Thề Bề Sáng Xa Tam Mộn Yên Đê Toa Nam Mô Dưỡng Sư Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Dược sư hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Dược sư Như Lai thế giới lưu ly từ bi hỷ xả điều tỳ nghi sám mối độ quần cơ khể thủ quy y sở nguyện đẳng thiếu thì Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Dược sư Phật Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Sư Phật Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Giữa sư Phật lòng từ tế độ khắp tám thiên trăm ngàn ứng kim đại y dương thường đem mắng quệ sôi phàm tụng chúng sanh cầu mong tại hiện tiền. Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Giữa sư Phật Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Giữa sư Phật Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Giữa sư Phật Nam Mô Tiểu Tài Diên Thọ. Thương chúng sanh nên nội sam pháp dưỡng sư đạo tràng, nại con kinh kính lệ tất cả các đức Phật. Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam Mô Tận Thảm Phương Biên Phạm Giới Quá Khứ Chư Phật. Nam Mô Tận Thảm Phương Biên Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật. Nam Mô Tận Thảm Phương Biên Phạm Giới Vị Lai Chư Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bộ Nguyện Công Đức Kinh. Nam Mô Nhận Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam Mô Vô Thượng Bồ Tát. Nam Mô Bảo Đàng Hoa Bồ Tát. Nam Mô Dưỡng Vương Bồ Tát. Nam Mô Dường Thượng Bồ Tát. Nam Mô Di Lặng Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tài Chương Bồ Tát. Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam Mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Luận Thiên Bồ Tát. Nam Mô A Nan Tôn Giả Ba Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thánh Tăng. Nam Mô Cứu Thoát Bồ Tát.
lại chư Phật xong kế đến xa mỗi đệ tử chúng còn cấp gì ơn ba cõi cùng tất cả chúng sanh trong pháp dưới nguyện đoạn trừ ba dương đảnh lễ sám hối con và tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay vì lòng mai kiến cho nên trong thì chấm nhân ngã hoài thì gặp bạn không hề tùy ý một chút tiếng nào của người khác chỉ buồn lũng theo ba nghiệp tạo nhiều tội lỗi việc làm tuy là ít mà ác tâm dễ đầy nuôi tiếp ngày đêm không hề giờ nghĩ như thế lại còn che giấu tội lỗi không cho người hay biết không kiêng dè đường giữ không chúng hổ thẹn bán không nhớ hòa nghiệp báo tội chướng như vậy mà chưa từng xa mỗi nay chúng con đòi trước mười phương chư Phật và Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai còn rất tình nhân quả sanh lòng mổ thẹn sợ hãi vô cùng cho nên phát lộ xa mỗi dứt tâm tương tùng nguyện phá tâm Bồ Đề bỏ cán diện án dân làm việc lành thường giữ gìn ba nghiệp đổi ca tội lỗi trước thuận theo viện thiền của Phạm Thánh nhờ Đức Giữa Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai đã phát đại nguyện thường cố giờ chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử đến bờ tam đấng cuối sinh ngài từ bị thương do nhiêu nọ chúng con một lòng quy kính lại dư Phật Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Giữa Sư Lô Ly Quán Như Lai Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô Tận Tâm Phương Biện Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật Nam Mô Tận Thờ Phương Biện Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật Nam Mô Tận Tâm Phương Biện Pháp Giới Vị Lai Chư Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Nam Mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đăng Đại Thế Bồ Tát Nam Mô Vô Thượng Ý Bồ Tát Nam Mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Nam Mô Dược Vương Bồ Tát Nam Mô Dừa Thượng Bồ Tát Nam Mô Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Tiểu Tài Chương Bồ Tát Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Nam Mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Luận Thiên Bồ Tát Nam Mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thanh Tăng Nam Mô Cứu Thoáng Bồ Tát Lại Chư Phật Rồi Lại Sinh Sám Mỗi Đệ Tử Chúng Con Từ Vô Tỷ Đến Nay Vì Có Bệnh Tham Sân Tật Đố Bệnh Kiêu Mạn Ngạo Nghĩ Bệnh Không Biết Thiện Ác Bệnh Không Tin Tội Phương Bệnh Bệnh Yêu Ngủ Nghịch Bệnh Quỷ Nhục Tam Bao Bệnh không tu trai giới bệnh quỷ phạm giới luận bệnh khen mình chê người bệnh lòng tam không chan bệnh mê tiếng tham sân bệnh tham hương mến xúc chạm bệnh tính theo tà kiến bệnh mê ghiền rượu buông lung vô
độ bệnh dầu gấm thầy cho thuốc cũng không nhầm cho đến nhiều thứ bệnh tai nạn lẫn nghiêm quy nhục buồn rầu bực rứt thân tâm chịu khổ muôn cho căn bệnh khổ ấy tiêu trừ và mong cầu điều được ngõ nguyện luôn bây giờ được dược sư lưu ly hoa như lai nhậm danh định trừ hết khổ não cho tất cả chúng sanh khi nhậm định rồi ở giữa nhuận cây phóng ra một lần ảo quang sang chối trong ảo quang kia có diện nội đại đà la ni nam mô bạn và bạn đế bể sang xà lũ rồi thanh năng lượng ly bạn làm bạn ra xà giả Đáng đế tam miệu tam bột đà gia đáng điện thang bể sáng tề bể sáng tề bể sáng xa một miếng đế toa khi ấy trong hào quang nói câu chú rồi cả đại địa rung động đức như lai phong hào quang sang chói làm cho các bệnh khổ chúng sanh đều được tiêu hết này nay điều an vui nên biết công đơn sám mối là phương thua rất ngay chữa tâm bệnh là thần dưỡng để liễu sanh có bệnh đại vương tùy bệnh cho thuốc những thuốc của ngài là thuốc từ bi hay xa thuốc nhẫn nhục nhu hòa thuốc chánh tinh tam bảo thuốc cận tu phước huệ luận ba la mật thuốc cam lo đầy đủ thuốc mong cầu pháp vị thuốc tu tâm dưỡng tánh thuốc phản bổn hoàn nguyên thuốc có lỗi biến ngăn nặng thuốc tiện xào phương tiện thuốc không đồng thanh sắc thuốc thanh tâm đoạn dụng ngày thường dùng các thuốc ấy tan trộn hòa hợp để tùy thời cho uống điều chúng sanh có bệnh chỉ đồng một bệnh chúng sanh cần thua chỉ có đồng một thứ thua nếu nói nhiều pháp mấy là điên đạo nếu chỉ nói nhất thừa thân tướng thì đâu có tăng giảm cấu tịnh tiện ác tội phước bên thua xem trong phương tiện của người chiếm bao thế thân có bệnh cầu thầy uống thuốc mà được lành bệnh một khi thức dậy mới biết xưa nay không bệnh cái không bệnh cũng không vì thầy thua cho nên bệnh của chúng sanh cũng như bệnh quyền nên biến như lại nói pháp chỉ là một tướng một vị nghĩa là tướng giải to tướng ly tướng diện cương kinh niên bàn chúng quy điều về chứ không như một đám mưa thì các cây lớn nhỏ đều được tươi tốt chúng con ngày nay đặng nhờ ân đấng phật được nghe danh hiệu đứng giữa sự lũ ly quản như lại nên không còn có bệnh khổ nữa mơ có thể mong đến sự giác ngộ vô thượng bồ đề vậy nên ngày nay chúng con cùng nhau một lòng trọn đời quy kính tam bảo quy hoàng đảnh lễ chư Phật nam mô tỳ lô giá na Phật nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô Tạng Thảm Phương Biến Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật Nam Mô Tạng Thảm Phương Biến Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật Nam Mô Tạng Thảm Phương Biến Pháp Giới Vị Lai Chư Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổ Nguyện Công Đức Kinh Nam Mô Nhận Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát
mô văn thù sư lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đăng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Thượng Ni Bồ Tát. Nam mô Bảo Đàng Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Vượng Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Chướng Bồ Tát. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Luận Thiên Bồ Tát. Nam mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thanh Tăng. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. Lại chư Phật xong chúng con lại xin sám mối điều có chúng sanh. Muốn khỏi bệnh khổ thì phải vì người ấy mà thọ trì bát quan trai giới trong bảy ngày điểm đến sống cả phận thực ăn uống và xuất thì mà sống các thứ cần dùng cung dưỡng tỳ kheo tăng ngày đêm sáu thời lễ bái hành đạo cúng dường đức Phật giữa sư lũ ly quán như lai và đạo tụng tôn kinh 40 chín viên đường 49 ngọn đèn sáng luôn trong 49 ngày đêm thì quyết chân cứu được nạn nhân qua khỏi tai nạn hiểm nguy không bị chính món quanh tử và can á quỷ bắn đi vì thế nên hôm nay hiện tiền đệ tử chúng con ân cần đổ ngương tan qua thắp đèn kết phan phong sơn từ các pháp lành để mong khỏi các quy tránh được tai nạn cuối mong ngày chứng minh cho chúng con xa mối đi từ chúng con từ phố thị đến nay phạm ra làm việc gì cũng đều không được vừa lòng nên biến điều do ác nghiệp dư bao đã gây từ quá khứ đến nay vậy nên chúng con cầu xin sám mỗi ngày. Ngày nay chúng con cần cầu sám hối tất cả quả báo ác mộng ác tướng không lành trong nhân gian sám hối quả báo bệnh dữ trong nhân gian suốt năm nhiều tháng không lành. Nằm mãi trên giường không thể ngồi dậy sám hối quả báo đông ông mà dình đồng lễ thương ngàn trong nhân gian sám mối qua bao nước lửa đạo tạc bình đau hiểm nguy còn sợ trong những gian sám hối quả bao động hại sư tử hổ lan động xà ác yết ngô công gió nhiên hại người trong nhân gian sám hối các quả bao ưu sâu khổ não sanh lão bệnh tử trong nhân gian sám hối các quả bao của chúng sanh chịu đau khổ sẽ đọa ba đường dữ không lường năm tháng trong nhân gian sám mối các quả bao sanh không còn trở lại ca coi dữ sám mối ca quả bao của chúng sanh phải bị làm tội tới cho người ca quả bao của chúng sanh làm cho ngựa lừa lạc đà thường bị đánh đạm thường đi dở nạn đôi khác em ngạn sa môi những quả bao dồi ra quay là yêu bị cô động tà quỷ tử thi trong nhân gian như thế không lừa quả bao già quả quạnh tay dành tử nạn suy não trong miệng tại vị lai ở cõi nhân tiên chúng con ngày nay hết lòng thành hướng về đức Phật dường sư và thánh chúng hạ.
hãy hồi cầu xin sám hối nguyện điều tiêu hết tội lỗi từ trước bệnh nay thuốc ấy đều như huyện hoa tân cả bao chương đều do nghiệp ác gây ra. Ngày nay phải theo thứ lớp phát nguyện hồi hướng xin đem còn đừng sám hối ba chương này tại điều hồi hướng ban cho tất cả chúng sanh đồng mau sám hối nguyện cho tất cả chúng sanh từ nay trở đi cho đến chứng quả bồ đề bồ tát tu thiện cải tà về chánh tấn tâm yên vui tốt đẹp không cùng thức ăn đồ mạng đầy đủ bà con giàu có lâm dậy đầy tướng mạo cao lớn tốt đẹp trí huệ thông minh mạnh mẽ oai nghiêm nhiều người ủng hộ Phật thánh phò trì phàm tra làm diện gì điều trong mong lòng từ vì ngài che chở đi từ chúng con lại nguyện từ nay trở đi mau thành đạo quả bồ đề tứ tốt quang minh trang nghiêm thù thắng nguyện ca chúng sanh đặng nhờ hào quán khai ngộ ra là con về đều được như ý nguyện ca chúng sanh không bao giờ bị thiếu tôn cán đồ thọ dùng nguyện ca chúng sanh gầy dựng đại thừa đều được an trú trong đạo bồ đề nguyện ca chúng sanh dưới luận tính nghiêm nếu có hủy phạm trở lại thanh tịnh nguyện ca chúng sanh thông minh đoạn chánh các căn đầy đủ không có bệnh khổ nguyện ca chúng sanh bệnh tật tiêu trừ bà con của cải tài điều đầy đủ nguyện ca chúng sanh chuyện nữ thành nam đủ tướng trưởng phu cho đến bồ đề cả chúng sanh vương cửa lưới ba mở hết các dây ràng bố của ngoại đạo nguyện các chúng sanh không bị pháp vua gia hại buồn rầu yếm ngạn điều được an lành thức ăn nó đủ sao đằng pháp dị an là hoàn toàn nguyện cả chúng sanh như ý ưa mua cán đồ y phục tùy tâm đầy đủ giàu có sống lâu quan vì con trai con gái phạm tất cả những điều mong cầu điều được thỏa nguyện hiện các thế giới trong quay chính hoạn tam đảng ba tay dẫn cướp phản loạn nước ngoài xâm chiếm bao nhiêu nàng giữ điều được tiêu trừ trong nước sẽ đặng an là mưa gió thuận hòa lúa mạ được bùa tất cả chúng sanh không bệnh vui vẻ hạnh nguyện bồ đề cạn tiêm vững chắc khổ chúng sanh thường như ý thường lại nguyện đời đời kiếp kiếp nơi nơi chung chung không đọa biên địa sanh nhà chánh tinh tương mạo trang nghiêm trí huệ biện tài xa lìa ác pháp gần gũi bản lành giữ vững giới anh an lâm đại thừa lại nguyện đời đời kiếm kiếm nơi nơi chung chung truyền bá phò phạm phá trừ lưỡi ma mạnh mẽ tu hành đầy đủ sao pháp ba la mật sông các vẫn cung dường phước huệ trang nghiêm nhẫn nhục tinh tấn chứng quả bồ đề hôm nay chúng con nghĩ trả ơn đức Phật dược sư lũ ly quán như lai thường phải làm lại ánh nắng vui cho tất cả chúng sanh như thế cho nên nết lòng quy mạng đảnh lễ chư Phật nam mô bạn già vàng đi bị sáng xa lũ lô thân nó lũ ly bác lặng bà hát ra xà giả đác tăng yết đa gia an ra an đế tam hiệu tam bồn đà gia đã điện thang bể sang tề bể sang tề bể sang xã tam mộ quyển đế tòa đông vương an tòa vô thượng ý vương mười hai đại nguyện diệu năng lượng diệt tội hết tai ương
Cửa thọ mạng được diễn trường. Nam mô tiểu tài duyên thọ dừa sư Phật. Nam mô tiểu tài duyên thọ dừa sư Phật. Nam mô tiểu tài duyên thọ dừa sư Phật. Thân Phật dậy đầy trong pháp dưới không hiện trưa. Tất cả chúng sanh tùy diệt vô cảm khắp mọi nơi mà thường dân ở Bồ Đề tọa. Nam mô dừa sư ai hội Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Ba đời chư Phật vì thương tưởng chúng sanh nên nói pháp. Vừa sư đạo tràng ngày nay con xin kính lễ tất cả đức Phật. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vừa Sư Lô Ly Quảng Như Lai. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Tận Thảm Phương Biên Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật. Nam mô Thần Thọ Phương Biên Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật. Nam mô Tận Thảm Phương Biên Pháp Giới Vị Lai Chư Phật. Nam mô Giữa Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Nam mô Nhận Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Thượng Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Nam mô Dưỡng Vương Bồ Tát. Nam mô Dưỡng Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Chương Bồ Tát. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Luận Thiên Bồ Tát. Nam mô A Nan Tôn Giả Ba Thiên Tỳ Kheo Như Đại Thanh Tăng. Nam mô Cố Thoáng Bồ Tát Lại Chư Phật. Rồi kể đến sám hối chúng con đã sám hối từ trước đến nay. Bây giờ chúng con lại sanh tâm không cấu không trượt không ác không hại đối với tất cả chúng sanh hưởng. Từ bi xa bình đẳng thường làm lợi ích an là như thế. Nhiếm niệm chánh quán không đoạn kiên sự không trụ sự hại quan xa các pháp không như thật. Tuyên thế nào gọi là quán các pháp không hành giả quán xa kỹ những tâm hiện tại vọng tâm tùy theo duyên mà khởi tâm như thế thiện là những nơi tâm mà có tâm mấy là không nhân nơi tâm mà có tâm mấy là cũng nhân nơi tâm cũng không nhân nơi tâm mà có tâm mấy là không phải nhân nơi tâm không phải không nhân nơi tâm mà có tâm mấy là ở trong ba đời quán ở trong ngoài khoảng giữa có dấu vết gì ở phương sở nào như thế. Ở trong cả thứ nhân duyên tiềm tâm rộn rao không có cũng như mộng như quyền không danh không tướng khi bây giờ người hành giả không thấy tâm sanh tử đâu lại. Đâu lại thì có tâm niết bàn đã không có cảnh sở quan cũng không có tâm năng quán không thủ không xả không nướng không dựa cũng không an trú
nơi vắng lặng vẫn bằng sự nói năng không tại bàn cãi khi quán tâm không không thì tội phước không có chủ tệ tội vừa tanh nó vốn không thì tất cả các pháp điều không tâm vương tâm sở không pháp không trú pháp sám hối như vậy mới gọi là đại sám hối cũng gọi là sám hối bỏ tâm thương do nhân duyên ấy mà tâm được vắng lặng niệm niệm không an trụ cũng như ở không mà ở không kia cũng không thể đặng rốt ráo không thể đặng cái không thể đặng cũng không tự nhiên siêu việt các chánh định quang minh rực rỡ muôn pháp hiển bày thấu suốt không ngăn ngại rộng lớn như pháp thân cứu cánh như không cầu xin đặng như nguyện và đầy đủ bồ đề nguyện chúng con mỗi người đều khỏi tâm thành quy mạng đành lễ an đời cả đức phật nam mô tỳ lô giá na phật ni nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô dược sư lô ly quang như lai nam mô vô lượng thọ phật nam mô tận thẩm phương biên pháp giới quá khứ chư phật nam mô tận thẩm phương biên pháp giới hiện tại chư phật nam mô tận thẩm phương biên pháp giới vị lai chư phật nam mô dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức kinh nam mô Nhận Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đấng Đại Thế Bồ Tát Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát Nam Mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Nam Mô Dưỡng Vương Bồ Tát Nam Mô Dưỡng Thượng Bồ Tát Nam Mô Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Tiểu Tài Chướng Bồ Tát Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Nam Mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lũng Thiên Bồ Tát Nam Mô A Nan Tôn Giả Bát Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thánh Tăng Nam Mô Cô Thoáng Bồ Tát Lại Chư Phật Rồi Kể Đến Quán Tâm Thận Tương Ở Trong Mỗi Thời Là Mỗi Mỗi Pháp Quán Đi Đứng Nằm Ngồi Ra Vào Đại Tiểu Tiện Lời Rưỡi Quán Tâm Gọi Cuối Ngương Xem Kẻ Ra Làm Cả Việc Cần Phải Dưng Tâm Thường Nhớ Nghĩ Tam Bảo Quán Tâm Thánh Không Cũng không cho nhớ nghĩ thế sự mà sanh tà niệm cùng với người ngoài nỗi năng bàn luận cười cợt buông lung xem xa nghe tiếng sai đắm ca cảnh chẳng coi nghiệm chẳng lành phiền não vô ký không may xét nghĩ như pháp mà tu hành nên được tâm tâm nối nhau không xa để thần thương không tiếc thần thương mà vì tất cả chúng sanh làm theo pháp pháp này gọi là chân thượng một lòng tinh tấn dùng pháp trang nghiêm vậy nên chúng con đem cả lòng thành nam giống lại xa đã quy mang cảnh lễ thường trú tam ma bảo nam mô tỳ lô giá na phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô dược sư lô ly quang như lai nam mô vô lượng thọ phật
Nam mô Tận Thảm Phương Biện Pháp Giới Quá Khứ Chư Phật. Nam mô Tận Thảm Phương Biện Pháp Giới Hiện Tại Chư Phật. Nam mô Tận Thảm Phương Biện Pháp Giới Vị Lai Chư Phật. Nam mô Diệu Sư Lưu Ly Quán Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Nam mô Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyện Quang Biên Chiếu Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đấng Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Vô Tạng Y Bồ Tát. Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Nam mô Nhãn Âm Thọ Hạ Tam Vạn Lục Thiên Bồ Tát. Nam mô A Nan Tôn Giả Ba Thiên Tỳ Kheo Chư Đại Thánh Tăng. Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát Lại Chư Phật. Rồi kể đến sám hối đệ tử chúng con cùng tất cả pháp giới chúng sanh từ vô thủy đến nay bị ba chướng ràng buộc che lông tổng thanh đuôi ca cảnh trần quế sanh lòng tham đâm ngu si không trí lại thiếu tinh căn do thân miệng ý tạo ca ngã nghiệm lại còn chế bán chánh pháp phá phạm giới luận và tưởng ấy làm can diệt không lợi ích quảng an trú nơi tịnh địa. Ba thanh quả chưa thành vì câu thương ấy còn nương pháp chánh định khó đàn ngày nơi nhờ gặp Đức Phật vừa sư lưu ly quán Như Lai mau trừ tội dương để thành bằng diệu giác cho nên chúng con một lòng quy về đầu thành đảnh lễ tỏ bài tội chướng cầu xin sám hối cuối mong nguyện từ rộng lớn bình đẳng nhiếp tỏ kiến cho chúng con và tất cả pháp giới chúng sanh trước nước tự trừ không còn nạn tai phá sanh vô minh dứt hết phiền não nặng chánh khiên khai ngộ diệu tâm ra xuống an trú bồ đề hào quang thường yên tiền không bệnh khổ lại yên vui theo ý mong cầu tùy tâm đầy đủ cả căn sang xuống không rộng nhiều nhiều tường làm mạnh Bồ Tát tường nhập chánh định địa vô lượng vô biên phương tiện trí huệ cầu cho các chúng sanh đầy đủ các đồ thọ dụng khéo tu các hạnh Bồ Tát mau chứng đạo quả Bồ Đề đến khi tâm lâm dung rõ ràng an vui quyết đưa sanh về Tây Phương Cần là thế giới của Phật Di Đà Tam Vị Bồ Tát chỉ đường tự nhiên quá sanh trong quá sen báo đặng nhờ Phật tỏ kỳ chứng được quả vô lượng tổng trì thành tựu được tất cả công đức rồi sao vẫn thân vô số khắp cả mười phương thế giới ở trong một niệm mà cúng dường tất cả các đức Phật trong pháp giới cùng ở trong một niệm có thể hiện ra vô số thần lực đoạn thọ chúng sanh trong pháp giới thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề ư không kia cũng có ngày hết. Lời phát nguyện của chúng con không bao giờ cùng phát nguyện sám hối rồi chúng con xin quy mang kính lễ thường trụ tam bảo nam mô bạn già phán đi bề xa xa lô lô thân lô ly bán lặng bà ra xà giả đang tha yến đa ra ra ngắn đế tam miệu tam bồ đà gia đa địa tam bề xa thì bế sang thì bế sang.
Mô Nguyên Đế Toa Dựa Sư Hải Hội Xí Thạnh Quang Vương. Tam vị Bồ Tát Giang Kiết Tường Bảy Phần Giúp Tiên Dương Nhật Nguyệt Gọi Quang Tọa Màn Vĩnh An Khương. Nam Mô Tiểu Tai Diên Thọ Dựa Sư Phật. Nam Mô Tiểu Tai Diên Thọ Dựa Sư Phật. Nam Mô Tiểu Tai Diên Thọ Dựa Sư Phật. Con xưa đã gây bao tội ác bởi vì vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả. Con nay xin sám hối. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Ma Ta Tâm Trí Huệ Tinh Tinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bằng Mãi Trần Lào Lào Một Tánh Thiên Chân Bao Trùm Muộn Loại Chẳng Phân Thánh Phàm. Vạn Tâm Mê Lặng Trong Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi Trái Lòng Tròn Đủ Sữa Nơi Công Hành Quả Chứng Tỏ Bài Đức Đa. Hàng Bồ Tát Danh Quang Tự Tại Khi Tam Thiền Vô Ngại Đến Trong Tầm Vào Trí Huệ Mở Thông Soi Thấy Năm Quân Điều Không Có Gì. Đó tất cả không gì khó ăn trong thương tâm hiện cảnh sáng ra sáng con dung ở một nhà không chẳng ca sáng sáng nào khá không. Ấy xa tương cũng đồng không tương không tương y như tượng sắc kia thọ tượng hành thức phân chia cũng lại như vậy tổng về chân không. Thọ sáng tương như ông tạm đó các pháp kia tương nọ luôn trên chẳng sanh chẳng diện thường chẳng chẳng cấu chẳng định chẳng sờn chẳng thiêu. Cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chợn vốn không năm quận ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chẳng vốn không năm quận ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Vẫn không có thân gì và trên nương chi là hết chết và sao tử đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đáng chi. Đáng ly tân cả nhờ pháp kia điều xả nhị không giận lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến. Không quay ngài có chi cũng bố tấn xa lìa mộng tường đạo điên tâm không trốn tráo chư diện niết bàn quả chân chân nguyên hoàn toàn. Tâm ni và nghĩ đàn bán nhà bao bồ đề chứng quả chánh dương cho hy bán nhà là pháp môn tuổi thân gọi giác mau vì. Thìa thần chú linh trí đại lần thìa thần chú đúng bậc quang minh nay chú tối thượng quay linh này chú vô đẳng thanh thanh quay thần. Khi tất cả nguyên nhân cao khổ thương tính lòng giả ngộ vô sư thiên nhiên dân thiền bận ngữ an lắm thần chú dân như thuyết rằng. Yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tá bà ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tá bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tá bà thiếu tai kia thương thần vô năng bồ tát mạn đa bồ đề đam ma bát đa địa ra nam đa địa tạng cây 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 ấy cây ấy ông ông nhầm và đa nhầm và đa bát đa nhầm và đa bát đa nhầm và đa đi sang xa sang trí trì sang trí trì ta vẫn ra ta vẫn ra viên đề ca tướng gì vậy ta bà tiêu tai thần chủ chí diệu chi linh phước tinh chủ thọ bảo gương ninh hòa bình là cái kim tên năng diệu qua kiến tượng nam mô thiều tai giáng kiến tượng bồ tát nam mô thiều
Tát Giá Kiết Tường Bồ Tát. Nam Mô Tiểu Tài Giá Kiết Tường Bồ Tát. Nguyện ngày an lành điểm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời điều an lành. Xin nguyện từ bi thượng gia hộ. Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiểu Tài Diện Độ Lô Ly Quán Dương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Dương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quán Vương Phật. Nam Mô Nhân Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Nhân Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Nhân Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Nguyện Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Nam Mô Tam Nhị Vượt So Đại Thần Tướng. Nam Mô Tam Nhị Dưỡng So Đại Thần Tướng. Nam Mô Tam Nhị Dưỡng So Đại Thần Tướng. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Đệ tử chúng con từ vô thì gây bao tội án bởi lầm mà mê đông trong sanh tử đã bao lần nay trần khổ lâu đời luân lạc ơi dưới sanh linh vô số điêu tàn sung u hoài trong kiếp lòng lòng không nhìn phương hướng ai đàn con dạy từ lâu dấn dường hôm nay trong thấy đạo quý hoàng xin soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ngán trường vì tham sân si mạng gây nên con hôm nay
lòng thanh thoáng. Trí phần quang minh như những nguyện từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba vô ngũ hình giam giữ mãi có nguyện ra khỏi theo con ngày dưỡng qua khổ ai nương tuyền từ dưỡng bể ấy hàng. Con nhớ lời ngài bờ giá không xa hành thấm thiên cho đời tươi sáng bỏ diện ngang để đời ấy quan đáng đêm phúng lành dịu rắn phàm mà nhân lệ ngóng vàng khi mãi bên lòng mà có nguyện được sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng mà nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Đi theo ngài trên bước đường lành chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tử đồ ngoài ấy tam mà sân si hận ngập trời pha si mê trí tuệ sáng ngời con như Đức Di Đà là kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phương dạy hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tôn giảng vua lượng quang vơ xa nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí nguyện giới minh liễu phổ nguyện tăng tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vị phù môn hoa khai kia Phật ngộ vô sanh bấn thôi Bồ Tát di bàn lữ nguyện di thứ công đức vô gồm như thiên hạ đang giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Phật từ quang đại cảm ứng vô say quang giáng đàn tiền chứng minh công đức kỳ nguyện tính chủ hiện tiền môn phong dinh chấn gia đạo hình xương mẫu quân ngũ phước chi trụ vĩnh hưởng tam đa kiết khánh tồn vong lượng lợi sanh tử quân an thề xuất thế gian tề thành Phật đạo thứ nguyện kỳ siêu cứu quyền thất tổ
chân linh bất muội tam nghiệp đốn không thác nhân gian sanh tử căn trần nhập Như Lai thế thế thường hành Bồ Tát đầu thử nguyện kỳ siêu phạm thị ngọc sanh năm 1946 pháp danh chiếu quy giảng sanh ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Sửu hưởng thọ 76 tuổi lương thị từ pháp danh chiếu quy 45 tuổi từ hồ thị điệp phạm văn đây pháp danh chiếu phúc 93 tuổi từ nguyện văn về độ tấn nửa pháp danh thiện gia 93 tuổi giáng sanh ngày 13 tháng 8 năm 2018 Nguyễn Ngọc Anh pháp danh Phú Ngọc 91 tuổi giáng sanh ngày 18 tháng 12 năm 2018 Phạm Thị Kim Anh Phạm Văn Ngài pháp danh Chiếu Thành 57 tuổi Nguyễn Thị Vinh pháp danh Diệu Hạnh 63 tuổi Phạm Văn Hiền pháp danh Chiếu Hầu 60 tuổi giáng sanh ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu Phạm Văn Hồng Phạm Thị Hiếu Phạm Thanh Tùng pháp danh Tâm Phúc chốn 19 tuổi Phạm Thị Ngọc Mai Lý Văn Nhóc Hư Thái Lý Ủ Kỳ 64 tuổi Lý Bình pháp danh Thiện Tịnh 52 tuổi Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Huệ Ung Văn Đỏ 61 tuổi Nguyễn Thị Biết Nguyễn Văn Dầm 51 tuổi Ung Thị Hoa 95 tuổi Ung Thị Son Ung Văn Lầu Ung Văn Đền Ung Văn Xứng Quỳnh Thị Ẩn Nguyễn Thị Ân Lương Văn Trần Nguyễn Thị Đáo Lương Văn Trên Lê Thị Bảy Lương Thị Dương Võ Văn Thông Lương Thị Phèn Trần Văn Bổ Lương Thị Diền Phạm Văn Trà Phạm Minh Phụng Trần Công Hiệp các nạn nhân bệnh cô viết mất Phạm Minh Thành Phạm Minh Tâm Phạm Minh Trí Phạm Trọng An Pháp danh Tuệ An một tuổi Phạm Mỹ Hành Pháp danh Diệu Tâm một tuổi Lai Đáo Đàn Tiện nghe Pháp nghe kinh siêu sanh tịnh độ Âm siêu dương thành hải yến hà thần pháp với chúng sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật Tự quy y Phật đưa nguyện chúng sanh thế giới đời đời Phật có được Ma đưa nguyện chúng sanh nghe thông nhóm kinh tỏ trí tuệ như hải tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh sa tông lý đại chúng nhất thiên vô ngại phung diễn chân kinh sự tác Lê chú đầu thần đánh lê tam bảo tam bái A Di Đà Phật vừa qua khóa lệ trì kinh dự sĩ thống Pháp được thành tựu công đức thay lời năm đại Phật tử cung thỉnh tôn đức tăng ni hồ quy phòng khách giải áo dùng nước giải lao cũng xin thông báo với gia đình Phật tử chúng ta không nghỉ giải lao trong 5 phút để chư tôn đức ban lễ sư sắp xếp lại nghi bàn để chuẩn bị khóa lễ tiếp theo Di Đà Phật.